Đọc Quý Băng Nga xin chào tất cả các anh chị em đang xem và cùng theo dõi cơn bão Sagi đi qua và để lại cho huyện Lục Yên cũng như các xã thuộc trực thuộc trong huyện Lục Yên quá nhiều những sự đau thương và mất mát. Đây là trên đường chúng em đi thiện nguyện của một xã gọi là tên xã Minh Chuẩn thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, một trong những xã bị ảnh hưởng rất nặng nề của cơn bão số 3 Sagi vừa qua. Thì bây giờ hiện tại đoàn em đã đây là các bác ơi, một tí nữa. Trời ơi, nó đắp. Đắp. Nguy hiểm, quá là nguy hiểm. Ui. Sợ quá. Chả thế thì sao, đây này nó mép rồi này anh này. Đấy, nó cho xe mình đi này. Ừ, trôi xe đi nha các bác ơi, trôi xe đi nhá. Ở dưới là làm nền cứng rồi. Đây được bê tông mà. Nhưng mà vẫn ghê. Đúng cái chỗ đấy là cái chỗ nghỉ trước của em. Đây thuộc là một trong những trường tiểu học của xã Minh Chuẩn, một trong những trường mà bị ngập nặng nhất của xã Minh Chuẩn. Đây là trung tâm của xã Minh Chuẩn này. Tới đây thì bị ngập rất là cao, hơn nữa là bùn đất rất là nhiều, làm đánh bay nhiều ngôi nhà, cũng như là sạt lở nhiều nơi rất là nghiêm trọng. Đoàn chúng em hôm nay lên đây để thứ nhất là xem về những tình hình bão lũ của bà con của xã Minh Chuẩn, hơn nữa chúng em cũng có những thùng cứu trợ với bà con ở nơi xã Minh Chuẩn này một chút. Coi như là đoàn chúng em hôm nay lên đây là có rất là nhiều các anh chị từ Hà Nội. Đây là những hình ảnh sạt lở của tại núi, ở trên núi rất là cao nha. Đây là em chúng to tan hoang thế này không mà đau xót quá này. Đoàn em nay đi cứu hộ nhé, bà con rất nhiều những tình cảm yêu thương của tất cả các anh ngay trên mọi miền tổ quốc này. Mọi người dành những tình cảm rất là yêu thương cho vùng đất Lục Yên của em ấy. Cảm ơn rất là nhiều các anh chị luôn đấy, đây bọn em cùng trên đoàn đấy, có tất cả mọi người cùng cứu hộ nhau sợ. Bến thuyền Xuân Long này, đoàn Lục Yên đang lên đón tất cả các anh chị cùng với cả hàng hỗ trợ nha, để chuẩn bị đi phân phát cho tất cả những người ở dưới. Xin chào các anh chị nhá. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người nhá. Vâng. Chào tất cả các anh chị. Đây là đoàn hỗ trợ của mọi người dùng lên để hỗ trợ. Dạ vâng, chị cứ đi đi ạ. Cảm ơn chị nhá, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn đoàn mình nhá. Vất vả, Hà Nội xa xôi nhưng mà đến với cả vùng lũ Lục Yên bọn em ạ. Rất là vất vả luôn đấy. Đi lên đây, đi lên đây, đi lên đây. Cái này phải gọi là của một đồng một công một nén. Nhưng mà ra đây biết sao không? Em yên tâm lắm, tại còn biết ăn á. À, vâng, đúng rồi, anh Việt anh là một trong những người hỗ trợ có thể nói là uy tín nhất ở đây luôn này chị ạ. Rất nhiều các bạn khác cũng làm em nhưng cũng mà đi ảnh hồi cái năm vâng. Nặng nhất của bánh chị á. Vâng biết ăn. Thế á. Kết nối. Vâng, kết nối. Sự nhân duyên. Kết nối hai đầu ấy, đúng không ạ?
Dạ, có thể là lên Làng Át hoặc là Minh Chuẩn hoặc là Phan Thanh của Tân Lập. Những cái nơi đấy là những nơi sạt lở nhiều nhất chị em. Tân Lập hoặc là Phan Thanh. Tân Lập, Phan Thanh hoặc là Minh Chuẩn. Đấy, nó là những cái xã mà bị rất là nhiều, ảnh hưởng rất là nhiều. Ở Làng Át cũng thế, ở Làng Át cũng chết người rất là nhiều luôn. Không thể hết được, sao anh đang cứ phải cố nhỉ? Cái này có mà một xe 2 tấn như kia nữa thì mới thoải mái được. Mệt không con? Hả? Có thấy thế nào? Cô vác mệt đúng không? Đây chúng ta còn sức khỏe, còn tất cả mọi thứ, chúng ta thấy mệt một chút thôi. Thế nhiều nhà vùng lũ người ta mất hết tất cả, không còn gì nữa cả. Người thân không còn, tài sản không còn, nhà cửa cũng không. Đi này để cho con biết này, con thấm là cuộc sống này rất là khó khăn, mình cần cố gắng rất nhiều. Cái quần áo mới đấy. Thuốc kia, thuốc là cái túi bóng, hai túi bóng đen và sau khi con vác cả một xe thùng này thì Giang Hưng hiện tại đang mệt. Quần áo mới cứ cho hết đi. Cùng với tất cả các cô chú để lao động hăng say luôn nha. Con có lời gì con muốn nói với các bạn không? Bạn là các bạn ăn được nhiều mà khỏe như tớ, đi bê giống tớ. Thì đó là chuẩn bị quốc xã Minh Xuân. Đại diện cho đảng ủy chính quyền địa phương hôm nay được nhận báo tiếp tình cảm của các cô các chị và các anh em ở Phú Yên lên tới địa phương xã Minh Xuân, huyện Việt Yên, tỉnh Yên Bái. Thì ở đây là các hộ gia đình bị thiệt hại về người, tài sản, mỗi gia đình đặc biệt nặng. Mà thế này, chỗ hộ gia đình có hai gia đình là mỗi gia đình là ba người. Hôm nay và các gia đình là hai người. Xóa sổ có hai gia đình là mỗi gia đình một người. Hộ thì mất cả người cả nhà. Hôm nay rất cảm ơn đoàn. 5 gia đình tổng là sạt lở 8, có 5 gia đình mà có 10 là chết, các anh các chị. Có 2 gia đình là 3, 2 gia đình là 2, và trong khoảng thời gian tiếp theo là 1. Đây mới chỉ là bước đầu để khắc phục cơn bão thôi. Cũng mong là sau này thì các anh các chị có thêm nhu cầu để hướng dẫn các anh chỗ gia đình còn lại. Năm nay là thuộc hai người và xã hội gia đình của chúng tôi này. Đây là bốn người là nhà anh Diệp. Đây là Linh An, con đại diện quỹ kêu gọi hướng đồng bào ngoài ngoài Bắc, thì ở Lục Yên, Làng Át Lục Yên ạ, xã Xuân Lục Yên. Vâng. Thì cái này gia đình này là có 4 người mất, thì Linh An con sẽ đại diện cho các bạn xem là ca gia đình là 10 triệu. Còn những cái gia đình em hướng dẫn. Còn những gia đình còn lại thì em con sẽ đại diện cho các 5 triệu người hảo tâm, là mỗi gia đình 5 triệu. Vâng, đây để đấy ạ, báo cáo với chị là đây là một người đại diện cho hai gia đình. Dạ. Một gia đình thì đây nhà em Diệp là cũng không còn ai cả, em Diệp là đại diện cho hai nhà. Dạ. Và chị cái là đại diện cho hai nhà. Dạ, dạ vâng. Vậy là giờ mình đại diện hai nhà là mình đúng không em, hai suất ạ. Đây 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 bên này ạ, bên đây luôn. Dạ vâng ạ. Vậy là có nghĩa là Linh An đã treo là 30 triệu. 30 triệu. Tổng 30 triệu của ngày hôm nay. Tổng 30 triệu cho năm hộ. Là ghi nhận của anh. Em là tên là Phạm Tùng Lâm. Yeah. Hôm nay ghi nhận đoàn của mình đã trao tặng số tiền là 30 triệu. Yeah. Trong đó là gia đình nhà em Diệp có người 4 người bị mất thì là hỗ trợ 10 triệu. Yeah. Còn lại 4 hộ gia đình còn lại là mỗi hộ gia đình là 5 triệu. Yeah. Vâng, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Anh cho xe lùi thẳng vào hai nhà chỉ huy, xe lùi là chỉ huy thiếu cái gì thì bốc số cho là chỉ huy còn lại để mà cất lên cái giải đoán đang cố gắng bốc cùng đều. Nên là các hộ gia đình xin được cảm ơn là chị Văn Hà đã hỗ trợ hai gia đình. Mời đoàn của mình thì nữa sau là các đoàn thì chúng ta gửi chụp ảnh để làm tư liệu với các hộ gia đình. Quá sáng. Có chụp ảnh được bao nhiêu người? Không tí nữa, tí là đông vào nhiều trong cái nhà sáng sáng xong đấy. Nhìn cái chỗ sạt lở nữa. Sạt lở. Khủng khiếp luôn. Cái nhà sạt lở. Đây đây, nhà kia nhưng mà sạt đỉnh kia. 49 hộ dân thôn Hàm Rồng,
xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Yên Bái, đang có 69 hộ là giờ đoàn chúng em là tình trạng là mấy anh em ở thị trấn Văn Nga cũng sẽ xin phép kết nối với đoàn cho mỗi một gia đình là 300.000 đồng trên 70 hộ ở trong Sài Gòn, Phú Yên và Hà Nội thì là đến vượt qua những cái rất chi là khó khăn và đến được đây bà con thì có những tấm lòng. Thế là trước tiên là hơn 2 tấn hàng hiện vật này, đồ ăn thức uống rồi là phao chống trong mùa lũ lụt. Và Thiên An đây anh ơi, từ từ đã. Thiên An à, đây là vợ chồng mấy em băng kia bảo là ở trong này là cao là 70 mỗi một hộ, toàn đón đi ra ngoài kia hết, ở trong này là toàn thôi chưa nhận được tí nào. Đây, đây những quay của những hộ hiện vật ở bên này được là đâu đây. Các bà đang bảo là không này. Liên An đây. Gọi Liên An ra đây. Thì bây giờ cho vào đây để cho mọi người vào trước mà. Anh em nhân em ông được tặng đôi ủng là ông cảm thấy nào ạ? Ông phát biểu cảm nghĩ. Đây là cảm quá. Riêng đi đúng chân đã. Đây là cái sáng này. Đúng chuẩn. Bây giờ ông cứ đi thì để ông xỏ chân này. Đấy, cái đấy là chân kia. Chân kia. Bước, bước. Đấy, chân này này. Anh đời đuối. Mình đây giờ có người. Mày quay video này này. Ước mơ của ông à? Vừa. Ông ngồi từ đây lâu chưa để ông ngồi từ sáng đợi ông của hai vợ chồng đối nhau vợ không lại nhau. Thế bây giờ vợ có đủ chưa? Vợ lấy đâu ra? Cháu tặng vợ lấy đâu ra? Em bảo vợ lấy đâu ra? Hai vợ chồng. Hai bằng vợ. Hai đang chị tặng mẹ. Đây, em ơi lấy tiền lên. Chị lấy đủ. Em ơi, đang ở trên này. Chị cởi ra đi chị. Chị bỏ cái đấy túi đi ra đi. Rút cái này. Thế thôi. Nhớ vào khéo được khỏe đấy nhá. Ừ, đúng. Ông nói là cả đời ông hôm nay mới có một đôi giày, đôi ủng mới các bác ạ. Có thương không ạ? Ngồi từ sáng giờ chỉ đợi để có một đôi ủng thôi ạ. Quá là thương luôn. Thật sự là rất là ở thôn ngoài đông dân hơn thì là 2 phần, còn thôn trong ít dân hơn là 1 phần. Xuống hàng, nhanh lên. Các bác ơi, hiện tại là đây là địa chỉ ở chỗ nào nhỉ các bác nhỉ? Chỗ này là Hàm Rồng, Giáp Việt Tiến. À, Hàm Rồng, Giáp Việt Tiến thuộc huyện tỉnh là của tỉnh Lào Cai đúng không ạ? Đây là giáp danh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, giáp danh giữa Yên Bái và Bảo Yên, Lào Cai nhé các bác nhé. Hiện tại thì nước lũ đã đi qua rồi và bây giờ là bà con cũng không còn gì nữa cả. Thì bọn em cũng đi đến hỗ trợ đến tận giáp với cả Lào Cai luôn rồi. Đây là miền cuối cùng của Yên Bái đấy ạ. Thì bọn em đi cứu trợ thì người dân ở đây người ta cũng rất là khó khăn các bác. Đây, người ta đang đợi để nhận những cái phần quà của những nhà tài trợ nhé. Ở đây rất là đông người này. Nếu không có con thuyền thì coi như là chúng tôi ở bên không có đấy các bác ấy đang kể, nếu mà không có thuyền thì là người dân không thể nào không cứu được nhau. Vâng đấy, vâng đấy, bão lũ nó rất là nguy hiểm nhé. Các bạn vào đây rồi thì chắc chắn là bọn cháu sẽ dành những cái phần quà cho các bác ạ. Đây này, đây ạ,
xã Việt Tiến nhé, thôn Già Hạ nhé các bác ơi. À, Hàm Rồng. Hàm Rồng đúng không? Hàm Rồng. Vâng, vâng, vâng. Còn thôn Già Hạ nào gửi xong các chị vâng, 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 vâng. Đường này thì xe nó vào tiếp cận cũng rất là khó khăn. Bọn em hầu như đều để những cái xe con ở ngoài hết rồi. Chỉ đi được những cái xe nào mà xe thùng, xe to thì là sẽ đi được qua đây thôi. Còn xe mà gầm thấp thì sẽ không tiếp cận được với cả tất cả bà con. Xe này cũng không đi được. Vâng, vâng. Sợ là sẽ tập sập đúng không bác? Sập với lại bùn, phù sa thì không thể nào đi nổi. Rất là khó đi. Bà con là đi phù sa đến đây chị rất là vất vả cho bà con. Đó. Đây này. Các bác ơi, hiện tại thì là ở khu này của mình có ai bị sạt lở hết nhà không? Có trôi hết nhà không? Sạt lở hết nhà thì chưa, nhưng mà đấy. Vâng. Nhưng mà ra ngoài Hàm Rồng thì mới nặng kìa. Vâng. Hàm Rồng ở dưới ạ. Thế bây giờ hiện tại còn một xã nữa ạ? Không. Đây là thôn Hàm Rồng. Thôn này là hết rồi đúng không ạ? Thế tất cả những bà con ở ngoài khu đấy đã về đây hết chưa? Chưa. Chưa. Cái thôn này nó cô lập hẳn rồi của cái xã này. Thế à? Thế ở đây là có cả những người là vâng đấy. Bây giờ là các bác sử dụng như kiểu là ai mà nhận hộ ấy, ai nhận hộ được thì vâng vâng, thế thì tốt ạ. Có trưởng thôn là tốt rồi. Vâng vâng. Có trưởng thôn là tốt rồi. Lùi xe đây, lùi xe đây. Lùi xe đây. Lùi xe tiến đi đây. Để cho nó rộng thôi nào. Đấy rồi. Còn một con xe tải to nữa. Đang đi vào. Lại chuẩn bị danh sách. Lùi xe ra đi. Lùi xe ra đi. Long ơi. Long ơi. Long ơi. Bà con này tất cứ cũng đây này. Đây. Đây. Thế này quả bằng mang về bố. Chắc nó bà cũng về đó. Về à nào. Bố cho nhà. Nào ở đây đâu. Về á. Đây này, đây này. Kia gãy này, nó làm cái nàng này kia không đi lại. Vâng. Khu trong kia đừng cho dân ở đấy. Đấy, hiểu, lở nha. Hiện tại nó đang lở. Nó còn lở nữa đây này thì nó trời nó mưa xuống là lại lở. Dân chạy này đấy ạ, không có dân chạy đến nhà bố mẹ ở đâu. Lở đất, còn may mà không có nhà dưới. Đấy nào. May không có nhà. Chị... Vâng. Con trai tôi có một cái thuyền như vậy là đi lấy xong là cứu mấy hộ ở bên kia. Vâng. Vì nhà tôi là thảm đi nó thấp. Không, các anh em ở bên kia nó sạt lở hết thôi chị bảo. Vâng ạ. Để lấy thuyền đưa vào bên kia. Trường hợp mà nước, chúng tôi phải ngồi rình nước. Nếu vâng. Nước vào đến nền nhà là chúng tôi lại chạy lên đồi. Đấy. Thế nhưng mà may chị ạ. Vâng. Chưa, nước chưa vào đến nhà. Vâng. Thì lúc nước rút xuống thì lúc bấy giờ chúng tôi đến mừng. Nước vâng. Không có điện không có. Đúng rồi. May chúng tôi là người Công giáo. Thì vâng. Chúng tôi mua nến chúng tôi để. Vâng. Thì chúng tôi thắp được 4 tối. Vâng. Nghĩa là lúc có thuyền xong đấy vào trong làng mua mì tôm ăn. Gạo vâng. Chủ quan. Đúng rồi. Và bây giờ như này, con tôi, con râu tôi đi vào trong làng mua được 16 gói mì tôm thì vâng. Dân làng đến nhà tôi thì vâng, đấy. Nghĩa này à, sạt rồi. Chỉ còn có mỗi nhà tôi duy nhất vâng là không sạt thì đưa anh em đến lấy cứu. Nếu vâng. Mà trường hợp mà canh mà nước mà lên thì chúng tôi chạy lên đâu. Đấy. Tự dự phòng mỗi người một cái mì đâu là vâng. Nên rồi là ngồi ở đấy với nhau vâng ạ. Để sống thôi. Rất là khó cứ khăn. Cực lắm chị ơi. Đấy tôi bây giờ có như là một riêng một gia đình nhưng mà nước đấy chị xem cái nốt cây vâng nên. Đây nhà tôi... như các bác nhìn đây, bác cái bác gái đang chỉ nhá. Thứ nhất là cái nhà của bác đây nó ở cái chỗ này đây. Đó cái địa chỉ đúng cái chỗ này đấy ạ. Nước nó lên nó sập mà bác ấy bảo là nó vào tận khu bàn thờ luôn rồi. Ngập đến tận khu nhà thờ, đấy, bàn thờ luôn đây, rồi. Đây nhà con tôi đây, cao này. Nhà con dâu con trai nhà bác là đây nó cũng ngập đến tận trên nhà luôn. Nhà tôi thì lên đến sân. Vâng đấy. Thế đấy, cơ mà. Vâng nó tất cả cơ cực. Tôi coi như là... Hôm nọ tôi xin một số di dân nhưng mà cũng vâng. Chưa có chị ạ. Chưa có ạ. Chưa có cho tôi thì như là các anh cũng xin cho tôi đấy nhưng mà bảo... Khi nước lên như thế này thì có mưa. Mình thì chị bảo không chạy. May ra con tôi nó có cái thuyền vâng. Nó đóng dự phòng cái thuyền thì không vâng. Có cái thuyền không không thể nào đi đâu được chị vâng ạ. Mà chết không ai biết. Đấy. Vậy là hôm ý là tôi cứu được 3 gia đình vâng. Mà 4, coi như 4 gia đình sạt vâng ở trong này hết và tôi cứu 4 gia đình vâng về ạ. Quây cuồn có gì ăn với nhau. Sau cái năm quét nhà đi xong nằm ra nhà. Trường hợp chờ nước lên thế nào chạy lên đổ vâng. Và may hôm ý đêm hôm ý thì sáng thì nước nó lại từ từ vâng. Mà nó rút rất chậm chị ạ vâng. Mất mấy ngày không có điện dân chúng tôi đến khổ chị đúng rồi. Thế bây giờ hiện tại thì đã có điện, đã có nước chưa bác? Có điện từ tối hôm qua, nước không ăn được chị ạ vâng. Bây giờ chúng tôi nhợi này dừng hết những cái nước ấy lại. Tắm rửa lại để múc nước ở dưới cái giếng đục lên để tắm dạ, được vâng ạ.
giặt rũa thôi chị ạ, bây giờ biết thế nào được. Vâng. Dần rất chan chuốn mà ông trưởng bản ở đây ông rất nhiệt tình. Vâng ạ. Các anh dần cuốn ở đây rất nhiệt tình như ba vâng. tôi kìa. Nếu vâng. mà không có ông trưởng bản đến này anh em đây là con nằm mất con bà thế già. Đây ở bên kia là nhà mẹ của nhà bác ấy. Sạt lở rất là nặng luôn, cả cháu trai của bác ấy nữa. Hiện tại là bây giờ cô lập ở bên đó và không sang bên này được. Đấy, hiện tại là không thể di chuyển được, không thể nào. Thì bây giờ tôi cứ phải đứng vâng. ra vì ông độn biết rồi. Vâng. Tôi phải đứng ra xong cái nào. Tôi lại phải neo đồi đưa vâng. ra cho cụ. Đó, vâng. phải leo đồi. Phải leo đồi nhưng không neo đây chị ơi. Vâng. Phải đi ra hết một quả đồi kia. Vâng, vâng. Đấy, neo sang cái cột kìa. Thế ạ. Vâng. Vâng. Thì mới tiếp tế cho cụ ăn được. Đúng rồi, đúng vâng. rồi. Đấy rất là xa xôi nhá, thực sự vâng. là vùng lũ rất là khổ cực các bác ạ. Hiện tại thì bên Đá Quý Băng Nga cũng đang đi tài trợ cho những gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn tại những vùng lũ xa xôi. Đây các bác, đây là những hình ảnh thực tế nhất của những người dân sau khi cái lũ về. Và bây giờ thì là bọn em đã tiếp cận được với tất cả các bác ở trong khu xã Việt Tiến, thôn Hàm Rồng. Đây hiện tại nó có cái biển của thôn này ạ. Thôn Hàm Rồng này đây, các bác nhìn đi ạ. Đấy, nên là các bác nhìn nhá, sau khi một thời gian mà lũ nó qua đi thì bây giờ là cái thời gian mà người dân người ta rất là cần đến những cái thứ viện trợ cũng như là những cái vật chất kinh tế để người ta có thể là khôi phục lại cái kinh tế hàng ngày. Đó. Nên bây giờ em Nga sẽ cho các bác xem những vật tư mà ở bên đoàn của em Nga người ta đã chia phát cho các bác nha. Các bác ở bên sông thì rất là cần những cái áo phao này. Ở đoàn thiện nguyện của tỉnh đây đây này. Hết đồ sang bên này, đồ chuyển đồ sang bên này. Vâng vâng. Các bác cứ hạ xuống. Vâng vâng. Tí nữa có đồ ở trên nữa ông ạ. Ông cứ để bình tĩnh nhé, cháu sẽ chia đều. Đúng rồi. Toàn bộ các ông bây giờ vào trong kia hỗ trợ cái xe lầy trong kia. Đúng rồi. Còn một xe nữa. Xe lầy. À, lầy à? Lầy ở chỗ. Thế à? Lấy xẻng. Vâng. Vâng vâng vâng. Nó sắp tận thế rồi mà. Đấy. Lùi xe ra đi. Lùi xe đây để Long ơi, Long ơi, Long ơi. Bà Long con này tôi chịu cũng à, đây rồi, đây đây. Đây. Thế này còn bằng mang về bố. Bà cũng về đâu. Về à Long. Long ở đây đâu. Về á. Đây này, đây này. Nước ở đây thoải mái, mọi người có lấy được. Không, ở đây mình thường ngày nay còn chưa được ăn được một cái gì đang bờ sông thì dạo ăn bọn này nhiều còn chưa được ăn hạt cơm nào từ sáng thế ạ. Đấy các bác còn đang bảo là còn chưa được ăn hột cơm nào từ sáng giờ này. Đấy, nhịn suốt từ sáng giờ còn được biết hạt cơm nào. Vâng. Có cái ăn này từ mấy nữa ra đập vào tập bơi. Đúng vậy này. Ở đây hiện tại là có hơn 100 hộ. Vì vậy là bà con đang tranh thủ tập kết về đây để nhận quà rồi đấy ạ. Ở trong đây thì mỗi một gói quà nó sẽ có những mì tôm hay những đồ thứ cần thiết ấy. Để các bác vâng, thì các bác nó mới chia nhau thôi nhưng mà mình đang nói này.
Đây hiện tại là trời cũng đã tối rồi nhá, mà tất cả mọi người đang đứng ở đây để đợi tất cả bà con để mọi người nhận coi như là nhận tiền này. Em cầm lại cái tiền này này. Tiền này. Đây là tiền và chia quà nhá. Chia quà thì em đã bóc xuống dưới kia rồi, bây giờ sẽ là cho mọi người để đến chia tiền. Đó. Vừa tiền vừa quà luôn các bác ạ. Hỗ trợ cho tất cả các bà con ở vùng lũ này. Tôi sẽ đọc những cái hộ mà như ban trưa tôi nói là những hộ nào mà bị ngập lụt ảnh hưởng nặng hơn thì người ta sẽ đưa trước, còn những hộ trung bình thì chúng ta có thể là đưa sau. Không, chúng có hết đầy đủ hết rồi, cả đầy đủ hết rồi. Không gần hai lần đấy. Vâng, không gần hai lần mà là bây giờ ví dụ như hộ nặng này nhé. Đọc trước những hộ nặng trước. Quay đâu? Sẽ cho đủ luôn. Còn lấy cái nào mà không có mặt ở đây thì anh cứ tích thì em đưa cho anh sau. Con đằng này nhẹ hơn thì anh bảo 500 gì? Này em theo gì? Nhẹ hơn là 300, còn nặng là 800. Rồi chạy em đó. Còn đây là 69 hộ đúng không ạ? Vâng. Đây anh con sẽ hỗ trợ cái làng này. 69 hộ bị ngập nặng và sạt lở, thì có những hộ mất mát rất là nhiều, thì liên an con chỉ hỗ trợ nhân viên cho mọi người là 200, là trong này có tiền của mọi 13.800.000. 13.800.000 và với nhân với 69 hộ là ra số tiền này. 69. Rồi bây giờ là chia. Một ông Trần Thúc Bảo đứng ra tôi rồi đấy, mà xong rồi các bạn. Ngay. Đây anh lấy luôn túi này. Nga trao luôn, trao luôn. Để cầm cho anh chị tay cho em. Đây là anh chị Nhật. Đây là vợ chồng nhà Nga Băng Trần Thúc Bảo. Bên em là bên Đá Quý Băng Nga ở tại chợ Đá Quý Lục Yên ở ngoài Lục Yên, thì biết bà con nay gặp phải những hỗ trợ riêng cho những gia đình nào mà lũ lụt mà nhà bị thiệt hại rất là nhiều là 800.000 đồng trên một nhà. Thì bác trưởng thôn có nói là 25 hộ thì em sẽ chia ở đây là 25 hộ ở trước. Còn đâu những không hộ chia lại, cùng nhau luôn mà là những hộ còn lại em sẽ chia là mỗi hộ tôi đọc 300. Vâng, anh đọc thiệt hại anh nặng trước đúng không, anh cứ đọc anh tích là thiệt hại nặng hơn thì em sẽ hỗ trợ cho chúng ta để mình lấy nhiều hơn các bạn chứ. Vâng, các anh chị là có gì thì các bác cứ đọc bây giờ nhé. Bên chị Phát Trần bên em Thúc Bảo là cái tôi đọc là các hộ bị ảnh hưởng nặng trước nhá. Trần Thúc Bảo có cả chị Phát luôn cùng đi bác ơi, bác đâu cái 200.000 bác đứng ở đâu thì các anh chị đứng đây. Xẹp vào một đây, đây, đây chị ra chị Phát cùng luôn đi, để Phát một lượt thôi cho xong tất bà con đừng kịp đâu. Đây là hộ nặng đúng không, đây là 300 ở trong phong bì, còn đâu thêm 500 ở ngoài. Đấy thì đọc của bạn Nga sẽ là 100. Thế nào kia là 200 nữa à? Không, 500. À, riêng ạ? Vâng. Vâng, riêng gì ạ? Thứ hai là ông Nguyễn Mạnh Thắng, sàn ở. Đó tuyệt vời. Đây là 500 một suất. Đây là 500 một suất. Nhà chị là nhận 2 suất hay là 1 suất ạ? Hộ nặng 2 suất. Con gái. Các chú xác thực là được. Ba là Nguyễn Thị Mão. Anh nhận rồi, sang một bên ạ. 4 là Nguyễn Văn Toán. Anh nhận rồi, các bà nhận rồi, sang một bên ạ. Đây nhận này của cái bà. Nhà Toán đấy, bà lấy luôn đấy. Nhà Toán đây đúng không? Đang ngại. 5 là ông Trần Xuân Tự. Ai đấy hộ đây? Trần Xuân Tự. Vâng, ra đây quay cho ông Nga. Những cái con gì bâu rồi đấy. Đấy, anh em bảo tôi bàn ghế đi cứu dân xung quanh về là tôi bàn ghế này, tôi cái ý kiến này nhá, nhưng anh nhận được rồi thì tả ra một tí đi. Ai nhận được rồi thì chuyển xuống dưới hàng. Bảy nông trường anh Tuấn. Người nào nhận rồi đứng đi ra một bên nhá. Người nào nhận rồi đi ra một bên. Và anh trưởng thôn kiểm tra cho em cái tên người đứng. Đưa cho anh yên tâm. Rồi rồi. Tám rồi bà Mai thì hiểu. Có bác trưởng thôn xác nhận rồi. Con rau mà sai bà con. Sai bà con phản ánh. Bởi vì mình tôi biết rồi. Nguyễn Văn Thành. Có Nguyễn Văn Thành đấy không? Người là Nguyễn Thành Quý.
quay cho Nga nha, quay vào người. Nga bảo quay vào người. 11 tầng Nguyễn Thị Phương. Đây là tại thôn Hàm Rồng nhá các bác nhé. Đây là xã Việt Tiến, thôn Hàm Rồng. Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Giáp danh giữa Lục Yên và Lào Cai. 12 là Đặng Quốc Vương. Đèn của chị Nga sáng hơn nhiều lắm. Nơi này bị cô lập mất bao nhiêu ngày? 14 giờ. Bây giờ vẫn chưa có điện. Bao nhiêu ngày? Phải được một hôm. Đấy, từ tuần. 10 năm ở Trần Văn Hoài. Đấy, xa lầy cái xe. 16 là cao không? Vâng. Tức là trong này là 69 hộ trong là trong xã thôn Hàm Rồng. 17 là Nguyễn Văn Tiền. Thực tế được luôn. Trong chạy trên không xuống dưới không bằng. Chúng ta cái đường này. Các bác trong này không có gạo đúng không? Gần nhiều gạo mắm muối đúng không? Được rồi, để em đấy, em bảo là ngày mai xin vào đây cho mọi người mà ừ, anh đấy, đúng là cái nơi là nơi cần đến này. Đấy. Người bảo là thiếu gạo mắm muối. Người, từng con người thừa nơi thiếu ấy. Nên trong này thì à, xe nào mà vào được chả thiếu. Anh vừa đây anh kết nối đi xong rồi là đi đã. Ờ, con ghế sau anh ghế sau nhá. Sau nè. Nguyễn Văn Võ. Cái này mà khi nào mà kết nối. Nguyễn Văn đây. Thông báo trước để thông báo tất cả mọi người đều có đều nào. Đây không bình nào. Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Thị Yêu. Nguyễn Thị Điểm cuối cùng. Còn thiếu chị Chi ơi. Chị lấy đủ 2 xe chưa? Đang hướng một đây cho con Điểm. Ai ai lấy cái đi cậy lấy hộ vào đấy. Lấy hộ đi, đấy là lấy hộ. Cậy lấy hộ. Báo cáo với ông trưởng thôn đây này. Không biết ông đã xuống nhà tôi chưa? Thế nhưng mà tôi nói là tôi còn mỗi cái nhà tôi còn toàn bộ cả hai cái ao và cả hai chuồng lợn, một chuồng gà đi hết, cả vườn bát độ đi hết mà tôi chưa thấy một cán bộ nào đi cả một cái bờ được đi tất số có chưa sạt nhưng sạt đi thôi tất cả nếu mà nói cái tài sản nhà tôi nói mất 100 triệu bây giờ ngập cái này không phải quá nặng luôn, tôi nói thẳng như thế, đừng có hành vi ý cái kiểu như thế. Nhà tôi ông xuống cho tôi xem nào, cái ao tất cả đấy. Nhưng mà nói hàng trăm triệu nhà tôi chứ không phải quá nhiều hả? Mấy con lợn, mấy con bao nhiêu gà đi hết. Vâng, ra xuống nhà tôi để kiểm tra chưa? Vâng, ra làm như này là không đúng. Tôi nói ra đây. Đối với tôi không làm cái gì, thế nhưng mà nói thẳng với ông là làm như thế không đúng. Vì ông phải đi ông kiểm tra thiệt hại nó rõ ràng chứ. Thiệt hại nhưng bây giờ anh... Cả một cái lô đất của tôi, mẹ này... thằng tôi mới chọn tôi cả hai cái ao cả mất cả hai cái chuồng gà mất cả cái chuồng gà mất mà ông bảo coi không có sống đây tao quay đây quay cái này mà tí nữa chị không quay được rồi không phải nó phải cưới ở đây chúng nói thì ai biết đâu mà mình cứ cho mình đúng rồi ở đây đúng rồi được rồi riêng gia đình nhà cháu là đã quý băng áo cho cháu 300.000 trong đó là khoảng 300.000 mà nuôi làm cái còn cái phân của kia của mấy người kia là thú nhận chưa? Ừ. Rồi. Sao 20 đây mới là có thừa. Mới có thừa rồi. Nhà điểm nó cầm điểm rồi. Nhà điểm rồi. Không an toàn đâu. Nữa là các cô ấy hết tiền rồi sao đóng rõ. Cái này là tùy tâm mọi người. Tùy tâm. Cái đang đến đây là rồi hết tiền thôi mà. Đấy bây giờ chúng ta nhẹ cho nó mà phải ảnh hưởng đến tôi đọc nhá. Tôi đấy mà
ai ông xuống xem không phải như thế không? Nhưng mà đây là sạt đi tản như nhà. Thôi anh ơi, đây là việc của con đi. Chú cứ đọc tiếp đi. Chị con đâu, con lúc nãy đâu rồi, con Liên đây có gì đâu nhỉ? Con Liên đâu rồi, con Liên bảo hỗ trợ đâu rồi? Đây, chị ơi, chị phát tiếp, phát tiếp. Đây, đây, em quay đâu? Ông Anh ơi, đây, ông Anh còn lên đánh thêm 200 nữa. Đây. Không, phải đến từ từ để đúng người đó. Đúng rồi. Chưa được, anh ơi. Hết tiền thì thôi mà. Không phải đi đâu không biết. Em thấy mất tiền cãi nhau sợ. Đúng cơ. Thôi không thuận. Ba đóng đỉnh. Tôi tính là tính theo đầu làng xuống. Bốn là Lan Độ. Lan Độ đâu? Năm là Chí Hảo. Chí Hảo đi dần về đi. Đi kiểu gì bây giờ anh? Cậy, nhờ các bác trong này các bác đưa trời ra em rồi. Ba cậy. Cậy đây luôn. Anh Đạo. Đạo cũng là cậy đấy. Toàn người nhà cả. Quý Trang. Quý Trang hẳn bị hỏng nhà như rồi. Đây. Không biết. Bạn gì? Bạn. Con phải phát quà dưới kia nữa hay là chia nhau ra đi? Tự trường. Giao hết cho trưởng thôn thì rơi. Ông lệ. Đây mang về bên kia mới chia được mà. Đây. Lệ kỳ luôn hay kia hỏng hết là một. Ba thắng. Ba thắng tự mang vào. Ba thắng. Ba thắng nùng. Đây ghi vui đấy. Ông Tuyên. Tuyên luôn. Rồi đấy, con ông Khánh. Khánh Khánh đoàn. Ông Hân. Hân. Ông Thân. Thân. Ông Mão. Từ từ được. Ông Thân đây. Còn Thân đây. Ông Mão chẳng đây. Hai ông Ông Minh đâu nhá? Đây. Minh Hồng đâu rồi? Đấy rồi. Thông chưa? Có điện chưa? Ông Kỷ. Có điện tin rồi. Cả làng mình rộn ràng rồi. Đây, ông Kỷ ơi. Đây. Đây. Bà Bái. Rồi. Bà Bái kiên đấy rồi. Ông Thứ. Nếu ai có xe nhá, đi đường hàng lên nhà con bang trưởng mua nhá. Đi đường hàng rồng nhá. Ông Thứ. Không có xe nữa. Ông Hưng. Ông Hưng. Ông Hưng đây. Ông Khôi. Không, ở dưới quảng. Khôi đây. Nó là Khôi. Ở dưới Bắc Ninh. Ông Tinh. Quên nhau. Ông Dương chưa? Dương đâu rồi? Mau về ra cù nhá. Ông Thịnh. Không chưa à? Ông Định. Ông Định đâu? Ông nhảy vô cái. Không. Bỏ qua đi bác Hùng ơi. Bỏ qua đi. Bác trưởng thôn nha. Ai cầm cho? Em đây cho bác. Vẫn đi. Đây. Cứ ngồi ngoài vậy. Ông Huấn. Ông ngoài đó, ông Huấn đó rồi. Xong chưa? Em mỏi cánh quá. Xong. Em mỏi nè. Họ đổi em một tí. Ông Hòa. Mỏi tay à? Ông Mạnh, gấm. Về cho thằng Trinh một chút không? Đổi nhau quay. Trinh Thuận hỏi tay. Trinh Thuận không có đây đâu, có đây không? Ừ, con muốn sơ tán về đây thì cũng được không? Năm hộ. Ông Hòa. Ông Hòa đâu? Hòa đây rồi. Hoài. Không phải Hoài rồi. Đây.
Bà lên đây bà ơi. Đến người nhé, xem chiếu hàng nhá. Bà đây, bà với em cháu đây. Bà ơi, bọn cháu bên Đá Quý Băng Nga nhá, ủng hộ cho bà một chút lòng thành nhá bà nhá. Chúc bà sức khỏe nhiều nhá bà ơi. Mọi người cùng cố gắng vượt qua lúc khó khăn này nhá bà nhá. Chúc cháu nhé, con nào mày khỏe nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Mong mọi người sớm vượt qua những khó khăn như này ạ. Bà cầm lấy cái đèn pin nhá bà nhá. Vâng, dạ vâng ạ. Người ta rất là vất vả khi mà lũ xuống này. Nhà thì 7-8 nhân khẩu nhưng mà nhà thì trôi hết các bác ạ. Đây ạ. Đây là cảnh bà con người ta đi lấy đồ viện trợ nhá. Tối rất là tối muộn rồi nhưng mà người ta cũng rất là cần những nhu yếu phẩm này để có thể là trang trải cho cái chính cuộc sống của mình đấy ạ. Bây giờ thì mất hết rồi, không còn gì cả. Đó. Đi con. Ừ, đi bộ. Hôm nay thì con trai của em cũng đi thiện nguyện cùng với tất cả các bác, cùng với cả bố mẹ nhé. Hôm nay thời gian cũng cho phép, nếu mà có thì tôi sẽ chở các anh ra để cận cảnh hơn. Nhưng mà đến bây giờ thì sau 5 ngày cô lập, 6 ngày cô lập thì đến hôm qua, hôm nay là đoàn của các anh cái chị, hôm nay là bắt đầu là 3 đoàn. Thì chủ yếu bà con cung cấp cho những cái ăn ngay, cơm xôi hay là cơm rất là ngay. Còn đối với bà con nhân dân chúng tôi thì chắc rằng còn khó khăn trong vòng 10 năm ngày tới. Thứ nhất là chủ yếu bây giờ là cái lương thực điện chưa có để mà xác dạo. Thứ hai nữa là dầu ăn móng muối rất là mỗi chính còn tiền quần áo về tài sản. Cháu xin trả lời chú, theo chú điện thì bây giờ là cần dầu hỏa và đèn dầu có cần không? Không cần. Dầu ăn móng muối gạo ý là như cháu nói là điện thắp sáng ấy. Đấy, có cần không? Thế bây giờ là nói chung là nhu yếu phẩm để ăn trong 15 ngày. Đúng rồi. 15 ngày đúng không ạ? Vâng vâng. Bác Hùng ơi. Rồi, cháu. Cháu dưới kia là có 2 năm cái chứ đúng không? Cháu biết thế thì bây giờ là bọn cháu sẽ về anh em chúng cháu sẽ chung tay với nhau để làm sao mà giúp bà con nơi đây là có cái ngày tiếp theo là nó đỡ khổ hơn cho cái thiên tai lũ lụt. Đây bọn cháu sẽ cháu đến đây như thế thì có tấm lòng như thế thì đã ghi nhận và bà con ghi nhận hết rồi. Nên là cháu hỏi như thế là cháu biết ngay. Tại thì bên Đá Quý Băng Nga đã trao xong những phần quà cũng như là những cái suất quà cho tất cả các bà con ở tại xã Việt Tiến thôn Hàm Rồng nhé các bác nhé. Hiện tại bây giờ nó cũng rơi vào tầm 7 giờ tối rồi thì đoàn của em cũng xin phép chào tất cả mọi người để bọn em quay trở lại với cả thị trấn Yên Thế Lục Yên. Thì bây giờ xin tạm phép dừng video ở tại đây cùng đoàn và sẽ trở về lại nhà mình về đông tối rồi nào. Người nhé. Đi ra mẹ này. Đi cắt cho mẹ đi. Đây là chồng em. Anh cho chị 500 anh ạ. Chị 500. Cho cái chị ấy khó khăn ấy thì mình cho chị 500. Có nhà nào lấy chăn đâu? Ai lấy chăn rồi? Vâng ạ, ai lấy chăn thì qua. Đây là cảnh người dân người ta rất là khốn khó nhưng mà vùng lũ lụt mới đi qua, bây giờ để lại rất là nhiều những hậu quả về sau. Người dân rất là thiếu thốn các bạn, nên là cần rất là nhiều những mạnh thường quân cũng như là các bác có lòng hảo tâm đến với cả những vùng lũ lụt như này đấy ạ.
Bây giờ thì Đặc Quý Văn Nga xin phép được dừng lại ở đây nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị, các mạnh thường quân cũng như tất cả các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã luôn theo dõi video, và nếu như mọi người có tinh thần ủng hộ, có thể là cô như em cũng dám kêu gọi đâu, nhưng cái này thì rất là nặng. Cái này nếu như mọi người có tấm lòng, mọi người có thể là lên Lục Yên cũng như là lên Yên Bái để hỗ trợ cho tất cả những bà con ở trên này nhé các anh chị nhé. Cảm ơn cho tất cả các anh chị rất là nhiều đã luôn theo dõi ạ. Bây giờ em xin phép được dừng like ạ.